Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Toyota Ray, chiếc xe crossover cỡ A gầm cao 5 chỗ ngồi của bên nhà Toyota mà trong video ngày hôm nay. Thời điểm ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, thời điểm dịp đầu năm mới, đầu tháng mới này, Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này mới nhất, tốt nhất, có sự thay đổi dành cho Toyota Ray. Cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh dành đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này gầm cao 5 chỗ cỡ A. Hiện tại thì nó đang cạnh tranh với cả chiếc xe Kia Sonet của bên phía Kia, đang cạnh tranh với cả Hyundai Venue, một cái dòng xe cũng mới ra mắt của bên phía Hyundai thôi. Cái dòng xe Toyota Ray này hiện tại đang được phân phối với một phiên bản duy nhất thôi. Nó sử dụng động cơ máy xăng 1.0 turbo, sử dụng hộp số tự động vô cấp anh chị nhé. Chiếc xe này thì hiện tại đang có mức giá niêm yết là 552 triệu đồng và đại lý đang có mức giảm giá mới nhất là dao động từ 17 đến 20 triệu đồng tùy từng nơi. Ở Hà Nội giảm 17, ở Hồ Chí Minh có thể giảm 20 triệu đồng. Có tặng dán kính, có tặng trải sàn, có tặng camera hành trình dành cho quý các bạn. Giá bán còn lại của chiếc xe này đâu đó cũng chỉ còn 535 triệu. Lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 593 triệu. Ở Hà Nội là 624 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 610 triệu đồng anh chị ạ. À, tỉnh là 593, ở Hà Nội là 624 và thành phố Hồ Chí Minh là 610 theo phương án trả thẳng. Trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 136 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 161 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 156 triệu đồng anh chị ạ. À, tỉnh là 136, Hà Nội là 161 và thành phố Hồ Chí Minh là 156 theo phương án trả góp. Đó là mức cập nhật giá mới nhất tại thời điểm dịp đầu tháng mới này dành cho Toyota Ray. Một cái chiếc xe mà có kiểu dáng thiết kế cũng tương đối là bắt mắt và cái không gian bên trong của Toyota Ray cũng rất là ok. Vậy thì nhân tiện cái video này, trước mắt quý các bạn đó là chiếc xe Toyota Ray màu trắng. Mình xin phép là giới thiệu nhanh những cái thông số kỹ thuật, những cái đặc điểm về ngoại thất, nội thất option dành đến với những anh chị, những khách hàng nào mà chúng ta đang lần đầu tìm hiểu để chúng ta xem xét với tầm tiền như thế này, lựa chọn chiếc xe với những option sau đây mình giới thiệu có ok trong cái phân khúc này hay không nhé. Đầu tiên là về phần ngoại thất của xe thì bao giờ cũng vậy, chúng ta quan tâm tới cái phần công nghệ đèn trang bị cho chiếc xe Ray này. Đây là một điểm cộng, chiếc xe Ray này sử dụng dạng đèn LED quý chị các bạn nhé. Đèn pha là dạng full LED luôn, đèn pha dạng full LED, và ngoài ra trong cái cụm đèn này chúng ta cũng được tích hợp đèn LED đèn LED dạng đuôi chạy quý chị các bạn ạ, rất giống với những cái dòng xe sang. Chiếc xe Toyota Ray này thì hiện tại ở cái phần đèn bên dưới này chúng ta cũng được trang bị là dạng đèn LED này, khi mà chúng ta đi thì cái đèn này sẽ sáng, còn đèn sương mù thì sử dụng là đèn halogen. Có cảm biến ở phần đầu xe các bạn nhé, đặt ở vị trí này, đó là cái cảm biến xe. Đèn pha cốt, cái đèn sương mù ấy là sử dụng đèn halogen quý chị các bạn nhé, cho ánh sáng màu vàng. Logo của Toyota đặt vị trí trung tâm. Ngoài ra chúng ta có một cái thanh nhựa sơn đen bóng tạo điểm nhấn cho cái phần đầu xe này, được lối giữa hai cái phần viền đèn này. Đó là cơ bản về phần đầu xe của chiếc xe Toyota Ray này. Chúng ta có đèn LED này, có cảm biến đầu xe này, có đèn LED định vị ban ngày này, đèn sương mù sẽ là dạng halogen cho ánh sáng màu vàng, phá xương và tạo tầm nhìn sẽ là tốt hơn. Tiếp theo sang cái phần sườn xe này thì chúng ta quan tâm tới cái la răng của xe. La răng của xe thì hiện tại được phay xước la răng đa 5 chấu kép. Chiếc xe này thì sử dụng la răng là 17 inch các bạn nhé, 17 inch, hai phanh trước là phanh đĩa, hai phanh sau là tăng chống. Lốp sử dụng là thương hiệu Dunlop lốp quý chị các bạn nhé, có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, có kiểm soát lực kéo. Chiếc xe này cơ bản được trang bị đầy đủ tính năng an toàn cơ bản nhất. Đó. Tiếp theo thì ở bên trên này chúng ta có một cái chữ turbo, thể hiện chiếc xe sử dụng động cơ máy xăng 1.0 turbo quý chị các bạn nhé, máy xăng 1.0 turbo. Kia Sonet cạnh tranh với cả Ray, Sonet thì sử dụng 1.5 vũ khí tự nhiên, Ray thì 1.0 turbo. Chiếc xe này được sơn, được cái gương chiếu hậu được sơn màu đen bóng như này. Ngoài ra nữa thì có tích hợp xi nhan trên gương, và gương sẽ là gập điện chỉnh điện, có cụp gương tự động và có tích hợp luôn tính năng đó là cảnh báo điểm mù trên gương luôn quý chị các bạn nhé. Cụp gương sẽ là có điện này, chỉnh điện và có cái tính năng đó chính là cảnh báo điểm mù trên gương luôn. Đây là một chiếc xe sử dụng
tay nắm cửa ốp mạ Chrome và có mở chìa khóa thông minh Smart Key thông qua dạng cảm biến, quý chị các bạn nhé, chứ không dùng dạng nút bấm. Chúng ta chỉ cần đeo khóa bên người, quẹt vào cái cảm biến đấy là ok, có thể đóng mở cửa một cách dễ dàng, quý chị các bạn ạ. Đây là một chiếc xe có kiểu dáng thiết kế rất là vuông vức đấy, rất giống với những dòng xe ở bên Nhật, quý chị các bạn ạ. Dung tích tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này rất nhiều người quan tâm. Cung đường kết hợp nhà máy công bố là 6,61 lít, trong đô thị là 8,61 lít và ngoài đô thị là 5,47 lít. Cơ bản là 1.0 turbo thì cũng bằng với cả chiếc xe Vios, Accent hay là Honda City, quý chị các bạn ạ. Mức tiêu hao nhiên liệu này mình thấy hiện tại cũng rất là ok thôi. Phần đuôi sau này thì các bạn càng nhìn càng thấy cái kiểu dáng thiết kế theo dạng hình hộp rất là vuông, rất nhiều những chi tiết đường thẳng. Ray đằng sau này, nắp màu đen quý chị các bạn nhé, chiếc xe này màu trắng nắp đen. Chiếc xe này thì đèn hậu phía sau nhìn cũng theo cái kiểu dáng rất là khỏe khoắn, và logo của TOTA vẫn được đặt ở vị trí trung tâm đằng sau này. Vẫn có một cái thanh chrome sơn đen bóng nối giữa hai phần viền đèn ở khu vực phía sau này, tạo cái điểm nhấn, cái độ khỏe cho cái phần đuôi sau này của xe, quý chị các bạn nhé. Khi mà các bạn đi trời tối chúng ta bật đèn lên thì cái phần đèn hậu phía sau này sẽ là dễ nhận diện, dễ nhận dạng hơn, cũng có một cái giải led ở cái phần đèn hậu phía sau này. Bên dưới là chữ Ray được ốp chrome và viết cách điệu, quý chị các bạn ạ. Chữ Ray đây, ốp chrome đây. Chiếc xe này thì được trang bị cảm biến lùi các bạn nhé. Có Ray thì sẽ là có hai cảm biến lùi. Đây, đây chính là cái cảm biến lùi của xe, quý chị các bạn nhé. Hai cảm biến lùi kết hợp với một camera lùi cho các bạn. Khách hàng mà chúng ta mới lái, chúng ta lần đầu mua xe, thực sự thì Ray là một chiếc xe mà rất nhiều khách hàng lần đầu mua xe cũng có thể là dễ sử dụng chiếc xe này. Đây là một chiếc xe gọn gàng, linh hoạt trong cả đô thị. Không gian bên trong của chiếc xe Ray này cũng rất ok. Khoảng sáng gầm xe sẽ là 200mm, quý chị các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì được trang bị có lốp phụ nhé. Có lốp phụ và cả lăn lốp là như một luôn đấy, quý chị các bạn ạ. Đấy, đây xem mình sẽ mở không gian cốp, không gian ở cái cốp để chúng ta có thể hình dung được. Cốp này thì nếu nói rộng thì cũng không phải, mà nói hẹp thì cũng không hẳn, quý chị các bạn ạ. Chúng ta có thể để vali một cách là đầy đủ, 4-5 cái vali đi cũng rất là ok thôi. Thực ra có mấy khi chúng ta để đến nhiều vali như vậy đâu ạ. Ở bên dưới này sẽ là lốp phụ của xe, quý chị các bạn nhé. Chúng ta nhận xe thì chúng ta cũng nên kiểm tra luôn cả cái lốp phụ này. Đấy, lốp phụ 5 lốp như một thay lốp, chúng ta đi đường trường, đường dài thoải mái, thay xong thế còn cái lốp hỏng chúng ta về chúng ta sửa chữa, chúng ta dùng sau cũng được, chứ không phải là lốp sơ cua đâu, quý chị các bạn ạ. Anten dạng vây cá và được sơn cùng màu với cả cái nóc này. Ở bên trên này chúng ta có một cái đèn phanh trên cao này, quý chị các bạn nhé. Đấy, đèn phanh này chúng ta phanh nó sẽ sáng, và đương nhiên cái người đi đằng sau chúng ta sẽ nhận biết được một cách là dễ dàng. Đấy, cái nắp của chiếc xe Ray mình đang quay này là nắp màu đen, quý chị các bạn ạ. Tiếp theo thì xin mời quý chị các bạn chúng ta sẽ vào không gian nội thất bên trong của chiếc xe TOTA Ray này để chúng ta xem. Chiếc xe này thì nhiều khách hàng ở phân khúc sedan cỡ B, ví dụ như là Accent, Honda City hay là Vios, chúng ta sẽ rất là dễ là chuyển sang chiếc xe này khi mà không gian cũng rất là ok, mà được cái là gầm cao, máy thoáng, đi được nhiều cung đường. Chiếc xe này không gian nội thất bên trong ghế là da pha nỉ các bạn nhé. Nhưng mà cái nỉ này mình cũng rất là thích vì có nhiều cái chi tiết, những cái họa tiết nhìn cũng rất là bắt mắt. Còn nếu chúng ta không thích thì chúng ta có thể chuyển thành ghế da cũng được. Hoàn toàn bọc một bộ ghế da đâu đó từ 3 đến 4 triệu là cũng là loại cơ bản ok, dùng rất là đẹp rồi, quý chị các bạn ạ. Thế còn loại mà thấp nữa cũng được, 1-2 triệu còn có nữa, quý chị các bạn ạ. Tiếp theo nữa là cái vô lăng bọc da ba chấu, được khâu những cái đường khâu mũi chỉ rất là chi tiết tỉ mỉ. Vô lăng này được tích hợp điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh, đàm thoại, rảnh tay, quý chị các bạn nhé. Chiếc xe Ray này cũng được trang bị số túi khí lên tới 6 túi khí, quý anh chị các bạn ạ. Ngoài ra nữa có cả lẫy chuyển số trên vô lăng luôn. Màn hình giải trí sẽ là 9 inch, quý anh chị các bạn ạ nhé. Được tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Chiếc màn hình này thì không có cái chế độ là có thể cho đĩa được vào những cái dòng xe của TOTA đâu các bạn ạ. Màn hình này không có đĩa các bạn nhé. Bên dưới này nút đèn nổ Start-Stop này, điều hòa này. Điều hòa thì có chức năng auto tự động rồi, các bạn có thể để ý chữ tự động, chữ auto đúng không ạ. Rồi là chiếc xe này thì hiện tại có cổng sạc 12V này, hộp số tự động vô cấp CVT các bạn nhé, mượt mà êm ái, quý chị các bạn ạ. Động cơ 1.0 turbo chứ không phải 1.5 đâu, nhiều người vẫn nhầm tưởng xe 1.5 nhưng đây là 1.0 turbo. Lâu lắm rồi chiếc xe này mới có người giới thiệu vì gần như là khách hàng chúng ta ký chờ, mình nhớ có thời điểm ký chờ phải đến 6-7 tháng mới có xe ra. Nhưng mà tại thời điểm sắp tới đây, thông tin mình cập nhật là Ray sẽ về nhiều hơn
và đương nhiên sẽ đáp ứng được nhiều, và đương nhiên cái mức giá mình nghĩ nếu nó về nhiều thì nó sẽ còn linh hoạt được hơn nữa, đặc biệt tại thị trường xe thời điểm này. Những dòng xe, rất nhiều những dòng xe đang hạ giá, thời điểm trước giá cao nhưng thời điểm này thì cũng đã hạ rất là nhiều rồi. Kinh tế nó khó khăn quý anh chị các bạn ạ. Không gian bên trong của Ray thì cơ bản là đáp ứng được. Đèn pha thì có chế độ auto tự động rồi quý anh chị các bạn nhé. Ở đây là cái cửa gió điều hòa, nhìn cũng rất là vuông vức đúng không ạ, rất là lạ mắt. Nó cũng rất giống với cái thiết kế tổng thể của chiếc xe Toyota Ray này. Bên dưới này chúng ta có nút bật tắt về cảm biến lùi này, và bật tắt về chế độ chống trơn trượt đấy các bạn ạ. Đấy, chúng ta có thể bật tắt thông qua cái nút bấm như vậy. Đây, ghế điều chỉnh cơ quý chị các bạn nhé. Phân khúc cỡ A thì nó tóm lại là điều chỉnh cơ, B còn cơ nữa thì A thì sao không cơ được quý chị các bạn nhé. Đây, những cái họa tiết chi tiết theo cái hình chữ Y này nhìn cũng rất là lạ mắt. Theo mình thì các bạn cứ lên, nếu chúng ta thích ghế da thì cứ đi thời điểm đầu, thế còn thời điểm sau này nếu mà chúng ta thích thì chúng ta muốn sắm thêm, muốn độ thêm cái gì thì chúng ta sắm. Thế còn chiếc xe này thì cơ bản cũng là đầy đủ option rồi, cảm biến lùi rồi, cam lùi rồi, có gì chúng ta làm thêm cái camera hành trình nữa đúng không ạ, là ok. Đây, cái phần vị trí táp ly cửa, vị trí người lái có đây, có một cái tay cầm nhìn rất là to, rất là lạ mắt đúng không ạ. Đây, cái tay cầm cầm rất là chắc xe đấy. Mở cửa này, lẫy mở cửa này, lên súng kính tự động vị trí người lái một chạm quý chị các bạn nhé. Cửa thì đóng mở khóa cửa thì có chế độ đóng mở cục gương ấy, có thể đóng mở cục gương điện rồi, cục gương auto động rồi quý chị các bạn nhé. Đấy, cơ bản thì đó là hàng ghế phía trước. Thế còn hàng ghế phía sau này mình nghĩ là cũng rất nhiều người quan tâm, khi mà một chiếc xe gầm cao cỡ A thì người ta sẽ còn quan tâm tới không gian của hàng ghế phía sau nữa. Tuy nhiên thì mình ngồi rồi, chiếc xe Ray này cũng rất là rộng rãi, chiều dài cơ sở của chiếc xe Ray này còn tiệm cận của những dòng xe ở phân khúc cỡ B, gầm cao cỡ B, ví dụ như là chiếc xe Hyundai Creta quý chị các bạn ạ. Cho nên là cái hàng ghế phía sau này các bạn chỉ cần nhìn qua là chúng ta có thể nắm được, cơ bản là cũng thoải mái, cơ bản dù cũng không bị quải người cho người ngồi ở hàng ghế phía sau khi mà chúng ta đi trên những cái cung đường đường xa đường dài đâu quý chị các bạn ạ. Vậy thì nếu anh chị chúng ta quan tâm về chiếc xe này, đang cần xem xe, lái thử, trải nghiệm thực tế thì hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, và miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.